cửa hàng nông cơ Phúc Luân xin kính chào toàn thể anh em. Thì hôm nay bên em có về một cái mẫu bình xăng con của máy cắt cỏ 330 và 260 đó. Thì muốn giới thiệu đến anh em ha. Thì cái bình xăng con này anh em là bình xăng con mới hoàn toàn 100% nhé. Đó là một cái bình xăng con led đỏ tự động. Thì mỗi cái bình xăng con anh em mua nè thì nó sẽ có một cái miếng ron ha, một cái miếng ron ở đây, một cái miếng ron nè anh em. Và bình xăng này là nó là bình xăng led đỏ nha, bình xăng led đỏ anh em thấy không. Bình xăng này cái chất lượng của nó thì cực kỳ tốt nha anh em, chất lượng của nó là gọi là đỉnh luôn nha anh em. Em xài thay vô khách á, xài cực kỳ ổn định mà nhạy nổ lắm anh em. Cái bung ga nó lên ra nhẹ nhàng lắm, bơm xăng rồi nó cũng rất là nhẹ luôn nha anh em. Cái chất lượng của nó anh em xài thì thật sự nó là rất là ngon đó. Em cũng đã test qua và thay vô khách xài ha, rất là ok ha. Nếu mà trường hợp của cái này nó bị lỗi á, thì hầu như là không có lỗi anh em, không có lỗi ha. Thì ở đây nó sẽ có hộp như vậy, hộp như vậy nè. Ở một hộp như vậy nó sẽ có một chiếc bình xăng con trong đây và một cái ron ha. Thì một cái bình xăng con led đỏ này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 150k một cái. Thì bên em sẽ ship từ 1 cái cho đến 5 cái hoặc là 10 cái số lượng nha anh em, ship số lượng nhiều đó. 150k một cái nha anh em, giá này là giá cực kỳ tốt tại vì em lấy cái số lượng nó nhiều lắm anh em. Đây ha, đó đây là em đem mấy cái quay mấy cái mẫu, mẫu này chỉ có mẫu tay đỏ thôi nha đó. Mẫu tay đỏ cũng có cái loại mẫu không tay đỏ, không tay đỏ thì nó giá 140.000 ha một cái. À, đây anh em, ngoài cái mẫu đó ra nữa thì nó có cái mẫu của nó là mẫu 430. 430 thì nó cũng có một cái ron, 430 thì nó mát hơn một tí ha. À, nó có luôn 430 thì có luôn cái đồ chắn bụi ở trên đây ha, đồ chắn bụi. Nè, 430 nè, nó có cái đồ bảo vệ chắn bụi ở trên đây ha. Đó, dòng 430 này thì hồng to. 430 này giá của nó là 155k một cái anh em ha, 155.000 một cái. Đó, nó sẽ có cái đồ bảo vệ chắn bụi nằm ở trên phía trên đây. Đó, anh em thấy không? Ra lại rất là chất lượng đó. Nói chung là nó kín hoàn toàn luôn nha anh em, nó rất là kín. Đó, nó có một viên ron rồi đồ chắn bụi ha, là 430 đó. Và cái loại 260 thường á thì nó cũng có đồ chắn bụi như vậy luôn anh em ha. Đó rồi, ok. Thì anh em nào có nhu cầu mua để về để thay thì anh em liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 034-434-1710 để mua hàng anh em nha. Rồi, cái này là cái lô hàng mà em đóng cho khách, khách không có nhận, bom hàng chứ không biết lý do thì tại sao thì cũng không biết nữa. Ở đây nó có xích nè, hai cộng xích nè anh em. Xích này thì một sợi xích vuông nha, 29,5 xin vàng nè. Em xả cho anh em là 80.000 cộng này nè, còn cộng Tiger nè bán 70.000 nha anh em, 70.000 có hai cộng này đó. Không biết ở trong đây nó ở trong đây thu 205.000 mà không biết là cái gì trong đây em khui ra này đó anh em. Đó, những cái mà gọi là li ti anh em đặt đó, em vẫn gửi, vẫn soạn hàng cho anh em nha, chứ không phải là những cái nhỏ nhặt mà em không có gửi, nhưng mà gửi đến thì không biết lý do tại sao thì anh em cứ không nhận, gọi không nghe máy thôi. Em chán không muốn nói. Cái này đơn hàng này thu 205.000 nè anh em, 205.000 nè. Rồi thì buri ba bộ dao bơm với lại 1 2
ba bốn năm năm cái này hả? Cái đơn hàng này 205.000, hôm nay em bán cho anh em là còn 170.000 nha anh em. 170.000 em bán hết cái chỗ này luôn ha. Đó, ba bộ dao bơm, 10 cái buri với lại 4 5 bộ này. Đó. Đó. Anh em nào lấy thì chốt ha. Đó. Rồi còn một hai đơn bom đi nữa vậy thôi. Đó, từ từ để em bán nha. Rồi, còn một một số dây giật rin này nữa nha anh em. 15k một sợi nha, 15k một sợi. Dây này dây rin bãi. Đó. Cứ một sợi như vậy nè là 15k, về anh em thay vô máy xài. Hoặc là thay vô máy bán. Nói chung á nó bền mà nó ngon ha, nó chắc. 15k một sợi. Rồi video em xin ngừng tại đây nhé. Anh em mua hàng liên hệ vào số điện thoại 034 434 170 để mua hàng nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.